Mua Android TV Box Magic C giá siêu rẻ đến smartnew.vn. Mua màn hình máy tính giá rẻ nhất đến smartnew.vn. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Như đúng cái tiêu đề của video này, cái dịp Tết là cái dịp mà chúng ta phân vân giữa rất nhiều các loại điện thoại với nhau. Nhưng mà rõ ràng là bây giờ lựa chọn một chiếc điện thoại Samsung cũ, flagship đấy, chúng ta sẽ lựa chọn được rất là nhiều những sản phẩm ngon. Nhưng nếu chúng ta lựa chọn những sản phẩm Xiaomi hàng mới tinh thì cũng có rất nhiều những sản phẩm ngon mà nó bằng giá tiền với cả những chiếc điện thoại flagship cũ của Samsung. Tất nhiên là chúng ta sẽ lựa chọn mua Samsung cũ hay là lựa chọn Xiaomi mới thì là một cái bài toán gì đó nó rất là nan giải. Chúng ta sẽ không có một cái câu trả lời tuyệt đối nào cả. Tuy nhiên ngày hôm nay mình sẽ tư vấn cho các bạn để các bạn có thể có một số những cái nhìn nhận, những cái câu trả lời nó mang tính chất là tương đối thôi nhá. Đấy, tương đối để chúng ta có thể lựa chọn mua được chiếc điện thoại ưng ý của mình. Đấy. Nhưng nếu mà hoàn hảo nhất có thể thì tại sao chúng ta không nghĩ đến việc là chúng ta sẽ tiết kiệm tiền nhất nhưng mà vẫn mua được những chiếc điện thoại Samsung hàng mới tinh đi? Tại sao chúng ta không nghĩ như thế? Đấy, thì hiện tại bây giờ mình có tham khảo một chiếc điện thoại Samsung Galaxy Note 9 mới 100% mới trần đấy. Đang có mức giá tại Di động Thông minh là 9.190.000 đồng, hoặc là Galaxy S9 Plus Mỹ mới 100% đang có mức giá là khoảng 7.390.000. Đấy, tại sao lại nói là những cái sản phẩm này là hàng mới trần? Cái này mình chia sẻ thật luôn nhé. Đấy là hàng xách tay ấy, thì là điện thoại về trước, thế xong sau đó để hộp về sau. Chứ điện thoại với hộp không bao giờ về cùng với nhau một lúc đâu. Kể cả những cái điện thoại Xiaomi mà các bạn mua ấy, hàng xách tay ấy, thì là cũng là điện thoại về trước xong hộp về sau đấy. Chẳng qua là hộp về được nên là điện thoại Xiaomi mới bán là phân khúc hàng mới thôi. Cho điện thoại Xiaomi mà đóng siêu vào thì là phần lớn là chúng ta tự đóng ở Việt Nam. Đấy, cái này mình chia sẻ thật luôn, cũng chả có gì phải giấu giếm cả. Đấy, để làm gì? Để tránh thuế chứ còn để làm gì nữa, đúng nào? Đấy, thế nên là nó mới có những thuật ngữ đó là mới nhưng mà trần. Trần ở đây là gì? Là không có hộp. Không có hộp. Đấy, bởi vì có thể là hộp không về được hoặc vì một lý do gì đấy. Nhưng mà các bạn cứ yên tâm, đó là những cái sản phẩm đến tay các bạn là những sản phẩm gần như là những sản phẩm mới tinh. Hay cũng có một cái cách hiểu khác, đấy là ở đây Di động Thông minh ghi là hàng đổi bảo hành. Nghĩa là sao? Nghĩa là những cái chiếc điện thoại này là những chiếc điện thoại mới tinh luôn, nhưng mà dành cho cái việc là nếu mà máy của các bạn bị lỗi thì sẽ được đổi lại, lấy một cái máy mới tinh như thế này. Đấy, thì cái máy đó thì làm gì có hộp, đúng không? Bởi vì hộp phụ kiện các bạn vẫn đang dùng cơ mà. Máy các bạn hỏng thì các bạn sẽ được ấy. Đấy, ok, chúng ta có rất là nhiều những nghĩa mà chúng ta có thể hiểu được, và cũng rất nhiều những cái loại mặt hàng mới trần mà chúng ta cũng có thể hiểu được. Đấy, thì mình sẽ giải thích qua một chút như vậy thôi. Và cái giá của nó lệch hơn so với cả những phiên bản hàng cũ nó cũng không nhiều đâu. Ví dụ như là Note 9 mới tinh này thì nó là 9.1 triệu, 9.2 triệu. Đấy, thì hàng cũ thì nó cũng rẻ hơn được có 1 triệu thôi, thì có thể là chúng ta mua hàng mới cho yên tâm. Đấy, hay là S9 Plus thì hàng cũ thì nó là khoảng 6.6 triệu, còn hàng mới nó khoảng 7.3 triệu, kiểu thế, lệch nhau khoảng 7-800 nghìn, kiểu như vậy. Đấy, thì thôi, nếu mà bạn thích thì các bạn có thể lên hàng mới tinh. Còn bây giờ chúng ta sẽ thử so sánh những sản phẩm Xiaomi hàng mới với cả Samsung hàng cũ nhá. Thì ví dụ như bây giờ Samsung Galaxy S8 đi. Samsung Galaxy S8 hàng cũ nó sẽ cùng phân khúc giá với cả Redmi Note 8 Pro hàng mới tinh. Hay như là S8 Plus thì sẽ có xem tầm giá vẻ K20. Đấy, Note 9 thì sẽ xem tầm giá vẻ Mi 9, còn S9 Plus thì sẽ xem vẻ tầm giá của K20 Pro. Đấy. Thế bây giờ ví dụ bây giờ mình so sánh từng cặp một đi. S8 với cả Note 8 Pro thì sao? Thiết kế mình nhìn ra là S8 sẽ hơn đấy. Và mức độ hoàn thiện là tốt hơn rất nhiều so với cho một sản phẩm có khả năng kháng nước kháng bụi. Màn hình chắc chắn rồi, S8 cũng sẽ hơn luôn. Màn hình 2K mà, còn Note 8 Pro thì không đủ tuổi để so sánh màn hình với cả S8. Đấy, chỉ có mỗi cái là màn hình lớn hơn thôi. Thế còn hiệu năng thì mình cũng đánh giá là S8 với chiếc 835 là ngon hơn đấy, đặc biệt là phiên bản Nhật. Camera thì camera chính của S8 cũng sẽ tốt hơn, nhưng mà đa dụng hơn thì sẽ là Redmi Note 8 Pro. Thời lượng pin thì là Redmi Note 8 Pro sẽ tốt hơn. Vậy nhưng mà còn những yếu tố khác thì sao? Kháng nước kháng bụi S8 sẽ hơn. Âm thanh giải trí, loa ngoài nghe qua tai nghe S8 sẽ hơn. Thương hiệu S8 cũng sẽ hơn rồi. Đấy, kháng nước kháng bụi các thứ thì mình cũng đã nói rồi đấy. Nhưng mà Note 8 Pro thì lại có 2 SIM. Đấy. Xong lát nữa mình sẽ tổng kết lại sau nhé. Rồi, thế trong trường hợp của S8 Plus với K20 thì sao? Thiết kế tùy thuộc mắt mỗi người, nhưng mình thích thiết kế của K20 hơn đấy. Nhưng màn hình thì S8 Plus sẽ hơn. Hiệu năng thì S8 Plus cũng sẽ hơn. Camera thì S8 Plus mình đánh giá là không đa dụng bằng được K20 đâu. Thật sự là K20 thì mình đánh giá tốt hơn đấy. Thời lượng pin thì K20 sẽ nhỉnh hơn, nhưng S8 Plus cũng đã là rất là tốt rồi. Đấy. Hai SIM thì K20 có, nhưng S8 Plus thì không có. Nhưng mà S8 Plus thì lại được thương hiệu, được kháng nước kháng bụi, được âm thanh giải trí, được nghe qua tai nghe, được công nghệ âm thanh Dolby Atmos, vân vân. Đấy. Hay như là S9 Plus với K20 Pro đi.
thì có chăng là K20 Pro sẽ hơn nhiều nhất là về cái khoản hiệu năng với cả cái khoản pin đấy. Còn lại thì thiết kế S9 Plus đẹp mà, màn hình S9 Plus cũng sẽ hơn, giải trí âm thanh rồi là kháng nước kháng bụi cái thứ S9 Plus hơn mà. Như thế còn Note 9 với cả Mi 9 thì sao? Note 9 với Mi 9 thì mình đánh giá là như này, thiết kế Note 9 sẽ hơn đấy, mức độ hoàn thiện cũng sẽ hơn, màn hình Note 9 hơn, nhưng mà hiệu năng thì lại Mi 9 hơn. Camera thì mình đánh giá là Note 9 mặc dù không đa dụng bằng nhưng camera của Note 9 mình thích hơn đấy nhá. Camera chính và camera 6 phần của nó rất đẹp. Rồi, thời lượng pin Note 9 lại hơn. Đó. Vậy là ở trong mỗi một trường hợp thì sẽ có những cái ưu nhược điểm riêng. Đấy, tuy nhiên là nếu các bạn để ý vào đây thì chúng ta sẽ thấy đấy là nếu mà những sản phẩm nạp tầm khoảng dưới 5 triệu thì Samsung sẽ có phần nhỉnh hơn về phần hiệu năng, nhỉnh hơn về màn hình, nhỉnh hơn về giải trí, nhỉnh hơn về kháng nước kháng bụi, nhỉnh hơn về thương hiệu. Đấy. Nhưng mà bắt đầu cao hơn đó đi, tầm khoảng K20 Pro trở lên đi, tầm khoảng 7 triệu trở lên đi, thì Xiaomi lại là cái sản phẩm nhỉnh hơn về mặt hiệu năng và pin. Nhưng mà cơ bản là những yếu tố khác thì Samsung vẫn giữ được, ví dụ như là thương hiệu tốt hơn, có kháng nước kháng bụi, màn hình thì là màn hình 2K, thu âm cái phần này mình quên mất chưa nói, thu âm sẽ ngon hơn rất nhiều, và có công nghệ thanh âm Dolby Atmos thì cả Samsung sẽ luôn luôn hơn Xiaomi ở cái điểm đó. Và thêm một cái điểm nữa đấy là nếu chúng ta so sánh ở trên cùng một tham chiếu, đó là hàng sách tay, thì là Xiaomi chưa có tiếng Việt luôn, chúng ta phải chờ đợi khoảng 15 ngày đến 1 tháng. Đấy, tuy nhiên là Samsung thì sẽ có luôn sẵn tiếng Việt luôn, CH Play, nghĩa là Google Play là có luôn. Còn Xiaomi thì chúng ta phải cài Google Play lên, mất 1 phút là cài được nhưng mà. Đấy, thì chúng ta sẽ xem như thế nào. Vậy là tổng kết lại là nên mua điện thoại Samsung cũ hay là mua điện thoại Xiaomi hàng mới thì cũng tùy thuộc vào nhu cầu của mỗi người. Nhưng với cá nhân mình thì nếu bạn ưu tiên nhiều về vấn đề giải trí, về thương hiệu, về kháng nước kháng bụi, về giải trí ở đây thì nó gồm cả xem lẫn nghe đấy, xem thì màn hình 2K, rồi là nghe là qua âm thanh, rồi thu âm các thứ đấy, rồi có sẵn tiếng Việt sử dụng dễ dàng thì là Samsung. Đấy, chứ còn ví dụ như là tầm cao tiền hơn đi, tầm cao tiền thì hãy lựa chọn Xiaomi nếu bạn quan tâm về pin và hiệu năng, chỉ thế thôi. Đó. Còn các bạn, trong số các bạn đang theo dõi video này thì các bạn sẽ lựa chọn flagship Samsung cũ hay là điện thoại Xiaomi mới thì cũng có thể để lại comment để cho mình biết nhá. À, nhưng mà còn một lý do quan trọng cuối cùng nữa để chốt hạ này. Đấy là nếu sử dụng 2 SIM thì Xiaomi lại là có lợi. Còn nếu mà không quan trọng thì 2 SIM thì là sẽ là Samsung. Nhưng Samsung vẫn sẽ có những sản phẩm có phiên bản 2 SIM nhưng chúng ta phải sử dụng phiên bản chip Exynos, thì các bạn có chấp nhận hy sinh những điều đó hay không? Đấy. Còn nếu mà chấp nhận được hy sinh một chút về mặt hiệu năng thì ok, chúng ta sẽ lựa chọn mua những phiên bản Hàn hoặc phiên bản quốc tế để chúng ta có thể có được những phiên bản 2 SIM của Samsung thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, nói chung là Samsung có thể tùy chọn được nhiều yếu tố lắm. Đấy, các bạn cảm thấy sao? Lựa chọn bên nào? Có thể để lại comment cho mình biết nhé. Và tất cả những thông tin về Samsung với cả Xiaomi các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Di Động Thông Minh. Di Động Thông Minh bán cả hàng cũ lẫn hàng mới, cả hàng sách tay lẫn hàng chính hãng. Và giá bán tại Di Động Thông Minh là rất tốt, đối với đặc biệt là những đối với những sản phẩm Samsung hàng chính hãng lẫn sách tay. Đấy. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và thêm nữa, chương trình Tết của Di Động Thông Minh mình cũng đã để ngay phía dưới phần mô tả video này rồi.